Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Siết chặt quản lý phế liệu tại các cảng biển càng tồn động. Mô hình học tập trải nghiệm STEAM bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực. Trong phần tin thế giới, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria sẽ từ chức. Lượng khí thải CO2 sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Mỹ cảnh báo bùng phát bệnh giống bại liệt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10, đoàn công tác tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có chuyến xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Trong ngày 17 tháng 10, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Tiếp đoàn có ông Trần Trường Thủy, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã giới thiệu tiềm năng và lợi thế của tỉnh, cũng như một số thông tin liên quan đến kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại, Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu về đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với 58 dự án và tổng vốn đầu tư khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ. Do đó, mục đích của chuyến công tác của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần này là tiếp tục quảng bá, giới thiệu những thế mạnh của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ tỉnh kết nối và xúc tiến đầu tư, đặc biệt trong năm trụ cột kinh tế về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Vào buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến thăm và làm việc với tập đoàn Bosco. Đây là chủ đầu tư của nhà máy sản xuất thép Bosco, dự án Bosco SS Vina và cảng Bosco SS Vina có tổng vốn đầu tư hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy nhằm quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Trung ương Đảng, các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến việc quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, phát triển công nghiệp quốc gia, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh được quán triệt nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống từ diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Tại hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản của Đảng, lãnh đạo tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cũng được quán triệt nội dung hai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quy chế về tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, sâu rộng những nội dung trọng tâm của các văn bản nêu trên, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm, đoàn kiểm tra liên ngành về khoáng sản tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã triển khai trên 325 buổi kiểm tra, qua đó đã phát hiện và xử lý 59 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, tịch thu khoảng 70 mét khối cát, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,1 tỷ đồng. Thông tin trên được Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo với ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong cuộc họp giao ban về tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay giảm so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, vẫn còn một số khu vực thường xuyên diễn ra hoạt động khai thác cát trái phép với quy mô lớn như khu vực núi Trọc, giáp ranh mỏ đá Châu Pha, khu vực giáp ranh sườn Tây mỏ đá lô 11A thuộc phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ. Nguyên nhân là do chính quyền cấp xã chưa chủ động kiểm tra, ngăn chặn hoặc chậm báo cáo lên cấp trên. Việc xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa đủ mức răn đe tổ chức cá nhân vi phạm. Sau khi lắng nghe ý kiến của các sở ngành về công tác quản lý, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các địa phương xem xét trách nhiệm của bí thư, chủ tịch xã, phường
trong công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là tại thị xã Phú Mỹ. Đối với những trường hợp vi phạm nhiều lần, số lượng khai thác lớn thì Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị Công an tỉnh thành lập chuyên án điều tra để xử lý nghiêm. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ủng hộ chủ trương đầu tư dự án đường Bình Giã, đoạn từ đường 30 tháng 4 đến hẻm 780 đường Bình Giã, thuộc địa bàn phường Rạch Dừa và phường 10 thành phố Vũng Tàu. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, tuyến đường này có chiều dài khoảng 1,29 km, bắt đầu từ nút giao đường 30 tháng 4 và nút giao đường 2 tháng 9. Dự án đường Bình Giã thành phố Vũng Tàu bao gồm các hạng mục nền mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, bó dĩa, dĩa hè, hệ thống thoát nước mưa và nước thải, hệ thống cây xanh và chiếu sáng, hệ thống hào kỹ thuật và cấp nước với tổng vốn đầu tư khoảng 448,6 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm 2018 dự án sẽ khởi động và đến năm 2021 sẽ hoàn thành. Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc yêu cầu chủ đầu tư dự án triển khai các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tỉnh ủy về dự án này. Thưa quý vị, sáng nay Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành tài chính nhằm đánh giá công tác quản lý, thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 và các giải pháp thất thu, xử lý nợ đồng thuế. Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế và các sở ngành và địa phương tham dự. Trong 9 tháng đầu năm 2018, công tác quản lý và thu thuế đạt kết quả cao hơn cùng kỳ nhiều năm gần đây, góp phần bảo đảm nguồn lực tài chính cho các cấp hoạt động. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 962.500 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017. Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu, tổng thu ngân sách nhà nước là 60.129 tỷ đồng, đạt 93,6% so với dự toán, tăng trên 22% so với cùng kỳ. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành tài chính, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán đề ra trong năm 2018. Tình trạng phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp khi hàng ngàn container phế liệu vẫn bị ùn ứ tại cảng biển từ năm này qua năm khác do không đủ điều kiện thông quan. Đại diện ngành hải quan cho biết, tình trạng này ngày càng gia tăng mỗi khi hải quan tăng cường kiểm tra điều kiện thông quan của mặt hàng này và các chủ hàng từ chối nhận hàng để tránh bị xử phạt. Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm về việc này? Chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau. Tại cảng TCIT thuộc cụm Cái Mép Thị Giải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hàng ngàn container phế liệu nhập khẩu đang nằm chờ chủ hàng đến nhận. Có những lô hàng vô chủ nằm chờ đến trên 5 năm vẫn không có hướng giải quyết. Tồn này thì nó ảnh hưởng đến cái sản xuất, mức độ sản xuất của các cảng, nó làm chiếm dụng cái dung lượng bãi. Ngoài ra thì nếu mà tồn lâu ngày thì nó cũng tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn về môi trường. 8 tháng đầu năm 2018, khối lượng sắt thép phế liệu nhập khẩu tăng tới 50,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, khoảng 15.000 container phế liệu vẫn đang tồn đọng trên cả nước. Qua rà soát, hải quan đã phát hiện trên 45 mẫu phế liệu, tương ứng trên 300 container không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ môi trường. Tôi nghĩ càng hạn chế càng tốt, bởi vì là thực ra cái rẻ nhưng lại hóa đắt. Ra sản phẩm như cuối cùng cái hậu họa chi phí xã hội tốn hơn nhiều, mà đề nghị trong cái trường hợp này các ông chí nên tham khảo ý kiến các nhà khoa học. Lãnh đạo ngành hải quan cho biết tình trạng phế liệu nhập khẩu tồn động gia tăng mỗi khi hải quan tăng cường kiểm tra. Thông thường chủ hàng từ chối nhận là để tránh bị xử phạt. Để khắc phục thì cái này đối với những các cơ quan ban hành chính sách thì cũng phải xem xét cái thực tiễn này để có điều chỉnh nó phù hợp. Về phía cơ quan hải quan thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và điều tra để sớm đưa ra những cái kết quả điều tra để cảnh báo tới những cái doanh nghiệp có ý đồ mà gian lận như thế. Các doanh nghiệp từ chối nhận hàng với các lý do như không có giao dịch ký kết hợp đồng hoặc người gửi hàng hóa không đúng với hợp đồng đã được ký kết. Hải quan thì không thể thông quan, doanh nghiệp cảng thì không thể vận chuyển đi nơi khác. Vậy ai là người phải chịu trách nhiệm? Câu hỏi này vẫn bị bỏ ngỏ. Chúng ta cần phải đến lúc phải thay đổi về quan điểm. Thế còn ngoài ra tôi cho rằng là có những vấn đề về nhận thức, vấn đề về thậm chí tiêu cực, về quản lý dễ dãi lòng lẻo, dẫn đến tình trạng là cấp phép rất dễ dàng rồi nhập vào bây giờ không quản lý, không xử lý nổi nữa. Theo các chuyên gia kinh tế, danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có tới 36 mặt hàng. Danh mục này đã bị lợi dụng.
Do vậy, để giải quyết tình trạng phế liệu tồn động tại cảng biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xem xét cấp mới, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường cho đơn vị nhập khẩu để sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất, sau đó công bố trên cổng thông tin điện tử quốc gia để cơ quan hải quan nắm bắt kịp thời. Qua đó chỉ tiếp nhận khai báo làm thủ tục nhập khẩu cho đơn vị có tên trong danh sách này. Bên cạnh đó, nghiên cứu đưa tất cả các loại nhựa có thể tái chế không lẫn tạp chất nguy hại vào danh mục nguyên phế liệu được phép nhập khẩu, nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu và tránh hệ lụy hàng tồn cảng trong tương lai khi lưu hàng lẫn các loại nhựa này. Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp xem xét một số tờ trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6 sắp tới, gồm quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020, tờ trình sửa đổi bổ sung điều 1 Nghị quyết 08 năm 2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc phê chuẩn hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 2 buổi một ngày trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở ngành về các tờ trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông qua tờ trình của Sở Giáo dục Đào tạo về sửa đổi bổ sung điều 1 Nghị quyết số 08 năm 2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc phê chuẩn hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 2 buổi một ngày trên địa bàn tỉnh. Đối với các tờ trình về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, kế hoạch thực hiện đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính phối hợp Sở Tư pháp, Sở Y tế hoàn chỉnh lại theo góp ý của các đại biểu cho phù hợp với thực tế hiện nay. Tiếp theo chương trình thời sự tối là một số thông tin tuyên truyền pháp luật do các sở ngành, đơn vị địa phương tổ chức. Tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Sở Thông tin Truyền thông tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển đảo cho gần 200 ngư dân trên địa bàn thị trấn Phước Hải và xã Lộc An. Ông Lê Văn Nghiêm, nguyên cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, đã thông tin cho các ngư dân về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển đảo theo lục địa, các văn bản pháp luật liên quan đến biển đảo, công tác quản lý, bảo vệ và đối ngoại giải quyết tranh chấp biển đảo của Đảng, Nhà nước. Tiếp đó, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin cho ngư dân các văn bản pháp luật liên quan đến việc cấm xâm phạm vùng biển nước ngoài, chủ trương biện pháp xử lý tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về cải cách tư pháp cho 200 đại biểu là lãnh đạo các phòng ban, huyện, cán bộ, công chức tư pháp, hộ tịch các xã thị trấn và cán bộ các tổ chức đoàn thể, khu phố, ấp trên địa bàn huyện. Nội dung được triển khai tại hội nghị là luật tiếp cận thông tin năm 2016, những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, qua đó giúp các đại biểu nắm vững kiến thức pháp luật để áp dụng trong thực tiễn công việc và tuyên truyền phổ biến đến nhân dân cùng thực hiện. Hơn 150 hộ dân sống gần hành lang đường ống dẫn khí tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa được công ty đường ống khí Nam Công Sơn và công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ phổ biến những quy định về bảo vệ an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ công trình khí, như không được xây cất nhà, hàng rào, làm đường đi, đốt cỏ rác hoặc vật liệu dễ cháy, đào bới lấy đất, tụ tập buôn bán trên hành lang an toàn đường ống dẫn khí. Tại buổi tuyên truyền, người dân còn được giải đáp những thắc mắc liên quan đến hành lang an toàn đường ống dẫn khí, tham gia đố vui có thưởng và ký cam kết không vi phạm quy định bảo vệ an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí. Tiếp theo là các hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Vũng Tàu, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp với Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội thi karaoke khối ngân hàng tỉnh năm 2018. Tham gia hội thi có hơn 100 thí sinh là công chức, cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc các đơn vị Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga. Các thí sinh đã trình diễn nhiều tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng, quê hương đất nước, cuộc sống con người, tình bạn, tình yêu đôi lứa và ngành ngân hàng.
Hội thi tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho công chức, cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành ngân hàng. Qua đó tạo động lực để cán bộ, nhân viên các ngân hàng nỗ lực cống hiến hơn nữa trong công việc. 200 cán bộ công nhân viên lao động nữ của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DAC đã dự buổi họp mặt truyền thống 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời tham gia diễn đàn Phụ nữ DAC giỏi việc nước, game show Phụ nữ DAC đảm việc nhà và nhiều hoạt động tập thể vui tươi bổ ích do Công đoàn Tổng Công ty tổ chức. Tại các hoạt động, cán bộ công nhân viên lao động nữ không chỉ được nhận những món quà thiết thực, ý nghĩa mà còn được thảo luận nhiều đề tài liên quan đến công việc, cuộc sống hàng ngày như những khó khăn và giải pháp để hoàn thành tốt công việc, những quan điểm, tư tưởng lạc quan để sống vui, sống khỏe. Thưa quý vị, STEAM là phương thức giáo dục được áp dụng đầu tiên tại Mỹ với đặc điểm tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, giúp người học gắn lý thuyết với thực tế cuộc sống, được rèn luyện các kỹ năng mềm, phương pháp tư duy logic và thói quen làm việc khoa học. Với những tiện ích trên, được sự cho phép của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, tháng 5 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm mô hình này tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Vũng Tàu. Đến nay, sau hơn một năm hoạt động, mô hình đã và đang đem lại nhiều kết quả tích cực. Mô hình STEM được trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Vũng Tàu xây dựng trên diện tích gần 200m² trong khuôn viên trường. Đây là mô hình vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học nhằm tạo ra nguồn thực phẩm sạch. Tất cả các hệ thống trong mô hình STEM được áp dụng theo công nghệ của Nhật Bản và Israel, có tổng trị giá 1,6 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư. Mô hình bao gồm khu nhà kính với trang thiết bị hiện đại cùng các hệ thống chức năng bên ngoài như dự báo thời tiết, năng lượng mặt trời, xử lý nước thải, giúp học sinh làm quen với việc thu thập số liệu môi trường và có khả năng dự báo thời tiết, nắm bắt xu hướng phát triển điện năng trong tương lai, ý thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm nước và làm quen nông nghiệp hiện đại. Ngay khi được chuyển giao mô hình, trường đã thành lập câu lạc bộ nghiên cứu khoa học với sự tham gia của trên 20 học sinh khối 10, khối 11, đồng thời cử 2 giáo viên tiếp nhận và hướng dẫn các em quản lý vận hành mô hình. Tụi em làm trong đây thì buổi sáng là đi đến sớm, tranh thủ tầm khoảng 10 phút là tụi em sẽ chăm sóc nhà kính như là đo nồng độ dinh dưỡng, kiểm tra xem là cây có bị nhiễm bệnh hoặc là có bị thiếu dinh dưỡng hay không. Rồi cho cá ăn hoặc đo thời tiết và kiểm tra nhà kính. Rồi phun xương cho cây nếu một cây có cây con. Khi tham gia cái mô hình này thì không chỉ là nó không ảnh hưởng gì đến việc học tập trên lớp mà nó còn giúp cho tụi em bổ sung thêm những cái kiến thức mà làm việc có được từ cái thực tế. Rồi từ đó là giúp chúng em hiểu được cái bản chất của vấn đề. Thì từ đó là tụi em học lý thuyết ở trên lớp dễ hơn. Để tất cả học sinh có cơ hội học tập trải nghiệm, nhà trường cho từng lớp thực hiện trồng rau, nuôi cá trong nhà kính, giúp các em có cơ hội trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, giao tiếp, thuyết trình, đồng thời đa dạng hóa phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Đến nay, mô hình STEM của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ đã thu hút khoảng 45 học sinh tham gia vận hành, hơn 500 lượt học sinh tham gia trải nghiệm. Ngoài về mặt kiến thức ra, tụi em còn học được đó là tính đồng đội ở đây, tức là teamwork. Thì là trong một cái nhóm người này thì mỗi người mỗi ý, tụi em sẽ phải làm thế nào đó để tìm ra được một giải pháp tốt nhất để xử lý tình huống. Học và làm trong nhà kính thì tụi em kết hợp vừa toán, hóa, sinh, rồi cả vật lý nữa. Chúng em không những học và làm để có kiến thức, mà tụi em cần làm đây là để có cái tinh thần trách nhiệm, là có trách nhiệm với công việc. Qua một năm á, trải nghiệm thì có một số em là có những cái các em có nhiều kỹ năng vượt bậc. Ví dụ như là các em cái kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thảo luận nhóm, rồi một số cái kỹ năng về cái kỹ thuật trồng cây. Đó là cái mà tôi cảm thấy vui mừng nhất. Và hơn nữa thì trong cái câu lạc bộ của tôi thì có một số em là khi tham gia thì các em lại có cái động lực để các em học tập hơn. Thưa quý vị, điều mà mô hình STEAM mang lại cho học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ không chỉ là nông sản sạch mà quan trọng hơn cả là kiến thức, kỹ năng để các em có thể vận dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành mô hình này, trường cũng đối mặt với một số khó khăn mà nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ làm hạn chế hiệu quả của mô hình này. Những khó khăn đó là gì? Chúng tôi sẽ phản ánh đến quý vị trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị theo dõi.
Thưa quý vị, tính từ ngày 16 tháng 11 năm 2017 đến ngày 15 tháng 9 năm 2018, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu xảy ra 259 vụ tai nạn giao thông, làm chết 65 người, làm bị thương 217 người. So với cùng kỳ, số vụ giảm 20 vụ, số người bị thương giảm 131 người, nhưng số người chết tăng 13 người. Trước áp lực gia tăng tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Vũng Tàu đang tập trung triển khai nhiều giải pháp kiềm chế vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông. Những tuyến đường trọng điểm thường xảy ra tai nạn giao thông sẽ được cảnh sát giao thông thành phố tăng cường tuần tra, không chỉ ban ngày mà còn vào ban đêm, đặc biệt là các giờ cao điểm. Cụ thể, tại tuyến đường 3 tháng 2, một trong những tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, từ đầu tháng 10 đến nay, cảnh sát giao thông thành phố Vũng Tàu đã tăng cường thêm một tổ tuần tra thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Các lỗi vi phạm đi sai phần đường, chạy quá tốc độ, một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông sẽ bị xử lý nghiêm. Thông báo với anh là lỗi mình là sai phần đường nha. Phần đường của mình là đi trong phía bên đây chứ không phải là ngoài đây. Ở ngoài đây là dành cho ô tô. Do cái con đường này nó hơi vắng cho nên hơi nguy hiểm, cho nên phải đi ra ngoài. Nói chung là con đường này nó hơi nguy hiểm, cũng có mấy cái vụ chăn dây kẽm, cho nên phải chấp nhận chạy ra ngoài. Cũng nhận thức là tôi đã đi sai làn đường, rồi cũng xin chấp nhận cái lỗi phạt. Đối với tuyến đường 30 tháng 4, cảnh sát giao thông thành phố Vũng Tàu phối kết hợp với lực lượng chức năng các phường dọc tuyến này thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử phạt tình trạng đi ngược chiều, nhất là trong giờ cao điểm sau 16 giờ chiều mỗi ngày. Chỉ lưu thông xe là sai ngược chiều đường nhá, không xuất trình được đăng ký và giấy phép lái xe nghe chưa? Chạy về em lấy cho anh. Hôm nay sinh nhật con sinh nhật cháu. Thế là em vô mua cái đồ em quay ra thì em định đi sang bên kia thì với cái hẻm 850 thì em bảo thôi đi hẻm 850 luôn. Đi trái ngược thì biết là sai rồi. Chỉ sau 2 giờ, hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó chủ yếu là đi ngược chiều trên tuyến đường 30 tháng 4 đã bị xử phạt. Cái tình trạng phổ biến vi phạm của cái dọc tuyến này là cái thứ nhất là cái ngược chiều đường. Vi phạm ngược chiều tại vì khi đường là có hai làn đường nó chia cách, có hàng rào chắn ở giữa nhưng mà tình trạng đi ngược chiều rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là cái phổ biến là tình trạng mũ bảo hiểm, là cái lượng công nhân và lại những người dân công nhân đi làm về thì là không đội mũ bảo hiểm. Chợ ba rồi chợ học sinh đi về thì cũng có nhiều phụ huynh và nhiều cha mẹ là không có đội mũ cho cháu, các cháu. Anh là từng tối cũng kết hợp cái thời điểm này là vừa công nhân đi về và vừa là cái phụ huynh đón các cháu là để tăng cường xử lý, vừa xử lý vừa tuyên truyền để nhắc nhở cho người ta biết, đồng dân người ta biết để chấp hành nó tốt hơn. Từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Vũng Tàu sẽ tăng cường tuần tra trên cơ sở khoanh vùng các đoạn đường, tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, tập trung vào các khoảng thời gian thường xảy ra tai nạn để hạn chế vi phạm và hạn chế tai nạn giao thông. Quý vị vừa theo dõi những thông tin thời sự nổi bật trong tỉnh, tiếp theo chương trình là phần tin thế giới. Thông tin quốc tế tối nay sẽ mở đầu với diễn biến liên quan đến vụ tấn công vào trường cao đẳng Crimea khiến 19 người thiệt mạng. Ủy ban điều tra Liên bang Nga khẳng định vụ tấn công đẫm máu vào trường cao đẳng kỹ thuật tại Kursk, Cộng hòa Crimea thuộc Nga là vụ giết người hàng loạt, không phải là tấn công khủng bố. Theo thông báo của Ủy ban điều tra Liên bang Nga, thủ phạm chính của vụ tấn công đẫm máu này là nam sinh viên đang học năm thứ tư của trường, Vladislav Rosliakov, 18 tuổi. Theo các nhà điều tra, Rosliakov đã xả súng vào trường trước khi tự sát. Động cơ của vụ này đang được xác định. Các điều tra viên đang xem xét nguyên nhân tại sao thủ phạm có thể vượt qua hệ thống an ninh trong trường để mang không chỉ một quả bom tự chế mà cả khẩu súng săn với số lượng lớn đạn dược. Nhà chức trách Brazil thông báo ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau vụ nổ súng xảy ra trước cổng một trường học tại bang miền Nam Rio Grande do Sul của nước này. Theo cảnh sát Brazil, sự việc xảy ra trước cổng trường Nuestra Senhora de Fatima ở thành phố Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul, làm 2 cựu học sinh của trường tử vong tại chỗ. Trong số 4 người bị thương có một trẻ em 8 tuổi và một thiếu niên 14 tuổi. Các đối tượng tấn công đi trên ô tô và mô tô đã nổ súng vào những người xung quanh trong giờ tan học.
lực lượng cảnh sát đang truy lùng các đối tượng gây án. Chuyển sang những thông tin khác. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Syria, ông Staffan Mistura, thông báo sẽ từ chức vào cuối tháng 11 tới, sau hơn 4 năm đảm nhận nhiệm vụ này. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Mistura cho biết bản thân đưa ra quyết định trên là vì lý do cá nhân. Ông Mistura là người thứ ba đảm nhận chức vụ đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria kể từ khi xảy ra cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua ở quốc gia Trung Đông này. Người tiền nhiệm của ông là cố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan và nhà ngoại giao người Algeria Lakhdar Brahimi. Cả hai đều đã từ chức sau khi không thể phá vỡ thế bế tắc toàn cầu liên quan đến cách thức kết thúc cuộc chiến tại Syria. Nhà sản xuất thiết bị bảo vệ các tòa nhà lớn ở Nhật Bản KIB vừa thừa nhận làm giả dữ liệu của thiết bị giảm rung chấn động đất. Theo thông báo của Bộ Đất đai Nhật Bản, công ty KIB đã làm sai lệch thông số liên quan hàng ngàn thiết bị cản thủy lực. Các thiết bị này vốn được sử dụng trong gần 1.000 tòa nhà trên khắp Nhật Bản. Các thiết bị này được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2000 đến tháng 9 năm 2018. Tuy không tiết lộ tên các công trình bị ảnh hưởng, nhưng truyền thông địa phương đưa tin nhiều khả năng trong số đó có tháp truyền hình cao nhất thế giới Tokyo Skytree 634m, cũng như trụ sở của chính quyền thành phố Tokyo. Tổ chức Năng lượng Quốc tế IEA ngày hôm qua đã đưa ra cảnh báo đáng lo ngại rằng lượng khí thải CO2 trong lĩnh vực năng lượng sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Đây có thể là yếu tố khiến triển vọng đạt mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu trở nên khó khăn hơn. Lĩnh vực năng lượng chiếm tới 80% tổng khí thải CO2 toàn cầu. Bởi vậy, kiểm soát khí thải từ lĩnh vực này là yếu tố quyết định các nỗ lực kiềm chế nhiệt độ trái đất tăng lên. Tuy nhiên, IEA cho rằng lượng khí thải sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, bất chấp đã tăng 1,4% trong năm 2017. Điều này khiến cơ hội thực hiện các mục tiêu đầy tham vọng của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, như hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất ở dưới 2 độ C, trở nên khó khăn hơn qua từng năm. Hiện trái đất đang phải hứng chịu ngày càng nhiều các hình thái thời tiết cực đoan, gây ra thương vong lớn như nắng nóng, hạn hán, lũ lụt hay các cơn bão. Các nhà khoa học cảnh báo nhiệt độ trái đất sẽ nóng lên thêm từ 3 đến 4 độ C, bất chấp các quốc gia nỗ lực giảm lượng khí thải CO2 gây ra bởi nhiên liệu hóa thạch. Theo thông báo của Cơ quan Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ, bệnh viêm tủy sống cấp tính, một căn bệnh tương tự như bệnh bại liệt, đang có hiện tượng bùng phát trên khắp nước Mỹ. Theo cảnh báo của các cơ quan y tế, đây là một căn bệnh hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Tới thời điểm hiện tại, Cơ quan Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ đã ghi nhận 62 ca bệnh viêm tủy sống cấp tính xuất hiện tại 22 tiểu bang trên cả nước. Tính từ năm 2014 tới nay, đã có 386 ca bệnh được xác nhận. Độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 4 tuổi. Và 90% những bệnh nhân mắc bệnh đều dưới 18 tuổi. Bệnh gây ảnh hưởng đến tủy sống và có thể gây bại liệt một phần cơ thể. Triệu chứng điển hình của bệnh bao gồm bị sốt và khá giống với bệnh nhiễm trùng hô hấp. Sau đó, bệnh nhân bắt đầu cảm thấy yếu tay chân, bị teo cơ bắp và phản xạ ở cơ bắp bị chậm lại. Nguyên nhân gây bệnh hiện vẫn chưa được xác định, cũng như chưa có vaccine và thuốc điều trị. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 18 tháng 10, hiện tại bộ phận không khí lạnh tăng cường và rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần, nên toàn tỉnh tiếp tục duy trì mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể có gió giật mạnh, đêm nay và sáng mai trời mát, mức nhiệt chỉ từ 25 đến 27 độ. Tuy nhiên, thời điểm trưa và chiều mai, một số nơi xuất hiện cảm giác oi bức, mức nhiệt cao nhất có thể trên 33 độ, nên nhiệt phổ biến các khu vực khác từ 31 đến 33 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu trời nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào, ngày mai trời nắng gián đoạn, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào, ngày mai trời nắng gián đoạn, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. So với các địa phương khác trong tỉnh thì huyện Côn Đảo có thời tiết mát mẻ hơn do nền nhiệt thấp và độ ẩm ở mức cao từ 70 đến 95%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió đổi hướng cấp 3, cấp 4, mưa giảm, thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân. Tại Vũng Tàu ngày 19 tháng 10 năm 2018,
Mực nước cao nhất 360cm xuất hiện lúc 22 giờ 30 phút, thấp nhất 160cm xuất hiện lúc 14 giờ 30 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp theo sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.